cho tôi xin thay mặt cho công ty cổ phần Đại Nam, xin thay mặt cho gia đình, cho vợ tôi, con tôi và những người thân, xin chân thành 100.000 lần gửi đến và cảm ơn lãnh đạo của quý vị lãnh đạo, quý lãnh đạo của Bộ Công an, đặc biệt là người đại diện, đó là anh Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng của Bộ Công an đã kịp thời lên tiếng để giải một cái sự hàm oan rất là quan trọng, được cứu sống một con người. May thay lành thay, còn không khéo thì nó đi đến một cái sự oan sai rất là lớn. Vì một cái quá trình vừa qua của vợ tôi cũng như tôi lên tiếng về chuyện của lương y Võ Hoàng Yên, và nó đẻ ra vô số chuyện sau đó, thì không nhằm mục đích gì hết, không có một cái lợi lộc gì, nhưng mà nó tổn thương về mặt thương hiệu, tổn thương về sức khỏe, và hy sinh hết kể cả cái tôi và cái sự sĩ diện của riêng mình để vì cộng đồng. Có cuối cùng cũng chỉ mong muốn một điều là nhân dân của Việt Nam chúng ta không để bị lừa, và trên thế gian này không có một thần y như chúng ta đã từng bị ngộ nhận, mà không có một cái mục đích gì khác hết, không đem lại một lợi lộc gì cho vợ chồng tôi, nhưng mà để cho cộng đồng biết được, để cho không ai đó, những người đã bị lừa cũng như những người chưa bị lừa mà cứ mong muốn một ngày nào đó để mình được gặp thần y đó, và cũng cứu sống được bao nhiêu người. 5 người chết đã gửi đơn cho Bộ Công an qua cái việc chữa bệnh đó, thì biết bao nhiêu nếu từ đó tới bây giờ nó kéo dài và nhiều năm sau, thì biết bao nhiêu người chết hay là những cái nạn nhân có thể vướng phải. Cái mục đích cuối cùng là chỉ có mong muốn một điều cho cộng đồng biết được và để cho không bị lừa dối. Cái lừa dối thứ nhất đó là chữa bệnh. Cái lừa dối thứ hai nó đẻ ra mà trên cộng đồng chúng ta thấy hàng ngày, đó là lừa bán thuốc, nào là thần dược ba đời, thần y ba đời, và gần như là giảm hẳn. Và cái thứ ba nữa là lừa để mượn tôn giáo hoặc là mượn cái chuyện thần y để đi trục lợi về vấn đề từ thiện, qua cái chuyện của Võ Hoàng Yên đi cứu trợ ở miền Trung của Việt Nam vào năm 2020. Và từ cái câu chuyện đó thì nó xảy ra bao nhiêu chuyện khác, đó là nghệ sĩ quyên góp một số thôi, quyên góp tiền từ thiện và cũng không đến được tay được cho đồng bào miền Trung thân yêu của chúng ta vào những cái lúc mà tai họa xảy đến, đó là thiên tai về bão lũ ở miền Trung, một cảnh rất là đau lòng. Rồi nó dẫn lại tiếp đến sau cái chuyện đó thì nó dẫn đến cái chuyện quyên góp từ thiện, thì nó dẫn đến cái chuyện đó là lừa gạt về vấn đề quảng cáo sai cái món hàng trị giá 3 đồng thì quảng cáo để bán tới 10 đồng, tức là ở trên các cái cơ quan truyền thông hay là một số nghệ sĩ, chứ tôi ở đây là tôi nói là một số nghệ sĩ truyền thông, rồi cái cuối cùng cũng là lừa gạt cộng đồng. Lừa gạt cộng đồng thì cũng mong muốn cái điều nó xảy ra đó thì cộng đồng chúng ta nhìn thấy được hết, rồi là nào là thực phẩm chức năng, nào là từ thiện, rồi nào là những cái sự xáo trộn mà nó chà đạp lên cái văn hóa vốn có của người Việt Nam chúng ta, từ xa xưa ông cha chúng ta có được, là trên cái cộng đồng mạng, nào là YouTube, rồi nào là Facebook, mà cái lớn nhất ở đây nói để mong muốn rằng con của tôi cũng như con của tất cả nhân dân trong cả nước của chúng ta, tất cả các bạn, không ai để lớn lên mà chúng ta bị quên đi cội nguồn, đó là lịch sử của đất nước cũng như cái nền văn hóa của đất nước. Nên là tất cả nó ra hàng những cái bức tranh, những cái bức màn đen tối nó phanh phui ra hết để nhằm mong muốn cuối cùng là để góp một phần nhỏ cùng với nhân dân cả nước, cùng với nhà nước để làm sao là có những cái biện pháp chế tài, biện pháp chế tài từ là ngành văn hóa đến y tế,
đến ngành truyền thông, rồi là đến các cái vi phạm của pháp luật, để làm sao cho nhân dân chúng ta không còn bị lừa gạt nữa, và chúng ta xây dựng một cái xã hội cùng với đất nước, cùng với nhà nước, là xây dựng một cái cộng đồng xã hội trong nhân dân là không có lừa gạt lẫn nhau, sống chân thật, mua bán chân thật, mà có một cái nền văn hóa rõ ràng. Cái vốn có của cha ông chúng ta của ngày xưa tới giờ nó là chân, là thiện, là mỹ, chân thật trong mua bán, chân thật trong kinh doanh, chân thật trong việc làm từ thiện, và cái nét đẹp nó thể hiện cái vốn có trong cái đức độ của từng người dân Việt Nam của chúng ta và trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và mong muốn cho con cháu chúng ta lớn lên và cũng không bị lường gạt giống như chúng ta. Và cái mục tiêu cuối cùng là như thế. Nhưng mà nó xảy ra một cái tình trạng nó giống như một cái thuyết âm mưu quy chụp vào cái công chuyện là hai cái bài báo đăng lên VOV, rồi xong rồi là những cái người xấu lại là làm cho cái mạng đó. Tôi thì tôi không có rành, cái này nói thật với quý vị là tôi không có rành về mạng truyền thông, đến nỗi ngay cả cái Facebook của tôi bây giờ tôi viết cái chương trình Phật Pháp là tôi cũng nhờ anh em là quản lý giùm, và tôi cũng không có tương tác gì hết, và vợ tôi cũng như vậy, và không có rành về truyền thông, và nhất là bà xã tôi thì tôi cũng nói thưa thật là cái gì mình dốt, mình nói mình dốt, thứ nhất là luật thì không nắm, không am hiểu về luật pháp, thứ hai ngay cả các cái cơ quan mà của nhà nước, cái cơ cấu của cơ quan nhà nước thì cũng không rành nữa. Ví dụ trong cơ cấu nhà nước có đảng lãnh đạo, ví dụ như tỉnh ủy, rồi có ủy ban, rồi có hội đồng nhân dân, rồi có mặt trận, rồi có các sở ban ngành, thì vợ tôi cũng không có rành cái chuyện này. Nên khi nhiều lúc lên trên cộng đồng xã hội phát biểu thì nhiều lúc cũng không hiểu hết được cái cơ cấu về mặt cái công tác tổ chức của nhà nước. Nên là có cái gì khiếm khuyết thì cho tôi xin thay mặt cho bà xã tôi xin lỗi nếu có khiếm khuyết. Và tôi cũng xin một lần nữa là nói rõ rằng là những cái công chuyện vừa qua đến giờ này thì vợ tôi cũng đã chấm dứt rồi, không còn lại chim, không còn nói chuyện với ai nữa, tại vì mọi chuyện là nó đã phanh phui ra rồi. Là tôi cũng chỉ có trên tư cách là một công dân của Việt Nam, là một cử tri, và cũng đồng thời là nguyên là đại biểu Quốc hội. Tôi cầu mong sẽ có những cái quy định của pháp luật để làm sao cho tốt nhất, đặc biệt nhất là mạng xã hội sẽ có một trật tự để giúp cho động thái là rất là tốt, rất là vui mừng với tư cách là người công dân. Rồi là nay mai tôi nghĩ rằng là Bộ Y tế cũng sẽ quy định các cái thuốc hay là cái việc chữa bệnh cho chặt chẽ hơn, để bảo vệ cái người dân Việt Nam chúng ta không bị lường gạt. Hay là mong, đặc biệt là hôm nay là nhân ngày báo chí, thì tôi xin chúc tất cả các phóng viên cũng như các cơ quan báo chí góp một phần lớn trong cái công cuộc xây dựng đất nước vừa qua, nhưng mà song song với những nhà báo tốt góp phần cho đất nước phát triển, góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, thì cũng không, đâu đó cũng còn một vài phóng viên báo chí chúng ta đang cố gắng, nếu chúng ta sai thì chúng ta sửa, đừng quy chụp giống như cái việc vợ như vợ thôi vừa qua mà cái chỗ VOV, rồi xong rồi là anh Đức Hiển ở báo phó tổng biên tập của báo Pháp Luật lên để quy chụp như thế, rồi là may thay lành thay Bộ Công an cũng kịp thời, mà các cơ quan báo chí truyền thông được rồi, mà đặc biệt là cái truyền thông trong nhân dân, tức là trên cộng đồng mạng cũng có những người nghĩa khí đã phân tích và nhìn thấy được vấn đề đó, và đặc biệt là cháu Nhâm Hoàng Khang rất là giỏi về truyền thông, giỏi về cái công nghệ, là cũng là tìm ra được một số việc để minh bạch sự việc này. Thứ nhất là giải quan cho bản thân mình, và đặc biệt là vợ tôi giải quan nếu không khéo. Thì nói thật với quý vị là giờ này có khi mà sự việc đó mà không may thay lành thay, mà nhờ quý lãnh đạo của Bộ Công an kịp thời cứu giúp, thì giờ này có khi
là xã hội này cũng mất đi một con người, nhưng mà thật sự là rất là nghĩa khí để vì cộng đồng. Nên là cho tôi một lần nữa xin cảm ơn quý lãnh đạo của Bộ Công an đã kịp thời giúp đỡ để minh oan cho một con người. Còn không thì cái nỗi oan đó có khi là nhiều đời nhiều kiếp không biết có giải được hay không. Vì bà xã tôi thì rất là nóng tính, mà cái tánh là không kiềm chế nổi cảm xúc. Thứ hai nữa là bị huyết áp, thì có thể là khi mà bị bức xúc á thì có khi chuyện gì cũng có thể làm. Tại vì tôi sống mười mấy năm trời, là mỗi khi mà kể cả vợ chồng xích mích nhau thì có những cái cũng là rất là phức tạp. Chứ đừng có nói tới một cái nỗi hàm oan lớn như thế. Nhưng mà cái mục tiêu là vì cộng đồng. Thật sự với quý vị là không có mục tiêu gì khác, là muốn cho trong cả xã hội này không ai bị mắc lừa, không ai bị mắc lừa, lừa nhiều lĩnh vực, lợi dụng tôn giáo đi trục lợi từ thiện, có lợi dụng là dẫn ta vào mê tín dị đoan để trục lợi có, rồi lợi dụng bán thuốc giả có, lợi dụng vào chữa bệnh là sai sự thật có, rồi lợi dụng vào là từ thiện để lừa dối nhân dân chúng ta có. Đó, nó rất là nhiều việc đó. Nên là tôi một lần nữa cảm ơn, và tôi cũng xin mong tất cả nhà báo nào mà mình lỡ giống như Ban Tuyên giáo Trung ương có một trên cái bài báo của tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương có nói, đối với có những nhà báo hai mặt thì thôi, mình đang sống ở đất nước Việt Nam, mình đang ăn cơm một hạt gạo của nông dân, của ba tánh, để thức nửa đi đêm dậy gà gáy trồng từng hột lúa. Mình đang hưởng cái không khí ở đất nước này của tổ tiên để lại trên mảnh đất này. Tôi xin cầu mong tất cả nhà báo nào lỡ có hai mặt, mình sửa đi, để mình tu là sửa, mà mình quay đầu lại để mình chung tay cùng với đất nước, cùng với chính quyền, cùng với nhân dân, để xây dựng một cái đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp, phát triển, và có chân, có thiện, có mỹ, và thương yêu đùm bọc lẫn nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, cũng như chia sẻ với nhau niềm vui lúc đất nước phát triển. Và nhân cái mùa Covid này thì tôi bây giờ tôi không nói trước nè, nhưng mà để đền đáp lại công ơn của đất nước, của nhân dân, của các cô chú, các anh chị, đặc biệt là của các bậc tiền bối đã ngã xuống để giành lấy được độc lập tự do cho đất nước, để có ngày hôm nay tôi làm được, tài sản có được, thì đang xử lý kỹ thuật một số việc, và tôi sẽ dành phần lớn tài sản trong cái công cuộc để chia sẻ cùng với nhân dân trong lúc Covid này. Và tôi hứa một điều, nơi nào bùng phát lớn, tôi đang có một cái bước chuẩn bị, nhưng mà tôi không dám nói trước, vì tôi nói trước khổ lắm. Trên xã hội này phức tạp lắm, có những người, người ta không muốn cho cái sự tốt đẹp nó xảy ra, thì họ tìm cách chọc tức, phá, thì là nó triệt tiêu đi, nhiều lúc nó triệt tiêu đi cái động lực và cái ý chí của những người tốt, muốn phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đất nước. Nhưng mà tôi nói có một điều, cái tôi có, đang có và đã có, là tôi xác định tôi không chiếm hữu, và tôi muốn chia sẻ cho nhân dân, cho cộng đồng, đặc biệt là những lúc đất nước chúng ta đang khó khăn như thế này, nhân dân chúng ta đang rơi vào một cái tình cảnh đó là dịch bệnh, đặc biệt là Covid, và tôi làm hết những gì có thể, mà tôi hứa một điều như thế, và tôi không nói rõ gì, và mong nhân dân, nhà nước, cơ quan chính quyền ủng hộ tôi và ủng hộ cái việc lẽ phải để làm cho việc tốt, để chung tay, để cùng nhau, để mong làm sao đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta vượt qua được dịch bệnh, để trở lại một cái cuộc sống bình thường, để phát triển đất nước. Và tôi xin nói một lần nữa, cái tôi có làm được trong 40 năm tôi không chiếm hữu, và tôi sẽ nghiên cứu, đang làm, và âm thầm làm,
và một ngày rất gần à, thì quý vị à, đất nước cũng như là nhân dân à, sẽ thấy được cái tấm lòng của tôi à, và tôi xác định một điều là tôi làm hết những gì có thể trong công cuộc này à, để cho mong cầu một điều là đất nước chúng ta tốt đẹp hơn à, và phát triển hơn và vượt qua hết mọi cái khó khăn à, đây là cái lúc mà nhân dân à, cùng với chính quyền cùng với đất nước à, để chung tay để làm sao để vượt qua hết cái khó khăn à, trong đó có gia đình mình à, và cộng đồng à, tôi cũng là một bộ phận nhỏ của cộng đồng xã hội. Nếu cộng đồng mà có một mình à, thì mình sống với ai à, nên là cho phép tôi nhân ngày 21 tháng 6 à, năm 2021 à, xin một lần nữa chúc sức khỏe quý vị lãnh đạo của đất nước à, đặc biệt là quý lãnh đạo của Bộ Công an à, quý lãnh đạo của các cơ quan báo chí à, của các bộ ngành ở trung ương cũng như địa phương à, và kính chúc nhân dân chúng ta cùng chung tay để vượt qua cái nỗi khó khăn của dịch bệnh à, và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn nhất như thế này để chúng ta cùng nhau để tồn tại và phát triển.